Chào anh ạ, em mới đi học về. Nhưng mà này, hôm nay sao thế? Mặt kiểu xìu thế kia. Thôi, không có gì đâu ạ. Em đi vào nhà nấu cơm đây. Chốt, đứng lại đã. Sao nữa ạ? Nghe anh hỏi đây, hôm nay anh gặp chuyện gì à? Nói anh nghe sao nào, chứ mặt cứ như đưa đám ấy. Thì có một vài chuyện làm em bực mình thôi, nhưng mà không sao đâu. Có chuyện gì thì cứ kể với anh, biết đâu anh lại giúp được em, cảm thấy thoải mái hơn thì sao? Thì chuyện là... Ủa anh đây ạ. Em cảm ơn. Chào em muốn gì? Chị cho em... Đấy cô kia. Cho bọn tôi gọi đồ. Này, anh chị phải xếp hàng đi chứ, đang tới lượt em cơ mà. Cái gì? Mày đang nói bọn tao đấy à? Đúng rồi, em đang nói hai anh chị đấy. Dạ, bọn em nói đúng rồi đấy ạ. Anh chị vui lòng xếp hàng của em nhá. Xếp hàng á? Cái thời điểm bây giờ ấy, đi mua đồ phải xếp hàng cơ à? Tại sao? Nó giống như báo cấp ngày xưa vậy. Thời nào thì em không biết, nhưng em nghĩ đấy là phép lịch sự tối thiểu. Hai anh chị phải là người hiểu rõ nhất chứ ạ? Mày... Danh con vắt mũi chưa sạch mà dám lên mặt dạy đời bọn tao à? Bọn tao là người có tiền, bọn tao phải đứng ưu tiên. Phải đấy. Với cả, mày không biết thế nào là kính trên nhường dưới à? Bọn tao là người lớn thì mày phải biết nhường chứ. Em nghĩ đã vào đây rồi thì ai cũng là thượng đế, chứ không phân biệt cao thấp, lớn nhỏ đâu ạ. Mày nói như thế là bọn tao ngang hàng với mày đấy à? Thượng đế thì có thượng đế này, thượng đế kia, mày hiểu chưa? Ở ngoài xã hội, có thể em không bằng hai anh chị, nhưng khi đã vào quán cà phê này rồi thì cốc nước mà anh chị trả cũng bằng số tiền mà em trả thôi, cho nên không ai hơn ai đâu ạ. Ô hay, giờ mày lại định bắt bẻ bọn tao đấy à? Này cô bé, đã là học sinh ấy thì cứ lo mà đi học đi, chứ đừng có nghĩ rằng mình lên lớp ngồi học được vài ba cái chữ rồi lên mặt dạy đời người khác. Em còn non và xanh lắm em ạ. Dạ thôi, mọi người đừng cãi nhau nữa ạ. Anh chị đợi em một chút, em làm đồ cho cô bé này xong sẽ làm cho anh chị luôn mà. Thế hóa ra bọn này vẫn phải xếp sau con học sinh nữa à? Cái quán này đúng là không biết phân biệt khách VIP với khách thường. Đáng lẽ khách VIP với chúng tôi thì phải được ưu tiên trước chứ. Anh chị vào sau thì phải chấp nhận được phục vụ sau chứ ạ. Anh chị cãi cùng như thế chỉ thể hiện ý thức kém của hai người thôi. Này cô bé, bọn này không nói chứ không có nghĩa là cô bé được đà lên mặt dạy đời đâu. Cẩn thận ấy, tát vỡ mồm đấy. Này, để tao nói cho mày biết nhá. Bọn tao đi du học nước ngoài về, giờ làm ở một công ty lớn, tiền đếm không xuể. Như vậy đã xứng đáng làm khách VIP chưa? VIP ở đâu thì em không biết, nhưng em thấy ý thức của hai anh chị còn không bằng học sinh như chúng em đâu. Hay là hai anh chị đi du học lâu quá nên quên cả ý thức xếp hàng luôn rồi. Mày ngậm cái mồm lại, không đừng có trách tao hát. Thôi thôi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Đến đây ai cũng là khách quý cả. Hôm nay quán thiếu nhân viên, chỉ có mình tôi, nhưng mà tôi sẽ phục vụ mọi người một cách tốt nhất. Cô nói như vậy là ưu tiên con danh đấy trước chúng tôi đúng không? Dạ, mong anh chị hết sức thông cảm ạ. Thôi được rồi, chúng ta đi, không cần ở đây nữa. Sau này đừng có hối tiếc vì đã đối xử với bọn này như ngày hôm nay, hiểu chưa? Đi. Này cô gái, tôi khuyên cô một câu chân thành này. Tôi không cần biết cô có là nhân viên hay là chủ ở đây. Cô muốn quán tốt lên ấy thì phải nhìn khách mà phục vụ. Anh nói như vậy là ý gì? Ý gì thì mày không cần biết. Mày chỉ cần biết ý, lần sau nhìn thấy bọn tao thì tránh xa ra nghe chưa? Nếu không ý, thì đừng có trách. Dành con, đi thôi. Nhớ cái ngày hôm nay đấy. Dạ em chào anh chị ạ. Nhìn người thì không đến nông nỗi nào mà lại cư xử ngang ngược như thế đấy. Đời mà em, nhiều kiểu người lắm. Nào, em muốn gì để chị làm cho? Chị cho em một cốc sữa tươi nhân trong đường đen em về nhá. Ok, đợi chị một chút nhé. Mọi chuyện là như vậy đấy anh ạ. Sao lại có cái kiểu vô lý như vậy được nhỉ? Thì em cũng cảm thấy bất ngờ. Nhìn họ thì đâu đến nông nỗi nào, ăn mặc thì lịch sự sang trọng, mà lại là loại người như vậy đấy anh ạ. Thôi được rồi, dù sao thì hôm nay ấy, hai người bọn họ cũng bị em làm cho tức điên lên, rồi bỏ đi rồi còn gì. Thôi, vào trong nhà thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi. Vâng ạ. À, anh này, sắp tới trường em có đợt thực tập mà em chưa biết nộp hồ sơ vào công ty nào. Hay em nộp hồ sơ vào công ty của anh được không? Tất nhiên là được rồi.
Nhưng mà năm nay chỉ tiêu hơi ít đi nhá, chỉ có 5 suất thôi. Thôi được rồi, để anh bảo với ban nhân sự sắp xếp cho em nhá. Không cần đâu, em muốn phỏng vấn và làm việc bằng năng lực của mình cơ. Này, nhắm có làm được không đấy? Tất nhiên là được rồi ạ, anh cứ chờ mà xem. Tùy cô, nhưng mà này, có khó khăn gì thì cứ bảo với anh nhá. Vâng ạ, thôi em vào nấu cơm đây. Dạ thưa chủ tịch, đây là danh sách hồ sơ các bạn sinh viên trường kinh tế muốn được thực tập ở công ty mình ạ. Năm nay số lượng tăng nhiều hơn năm trước, tổng có 60 hồ sơ. Chúng ta có nên cân nhắc tăng thêm số lượng mà làm không ạ? Nhiều như vậy à? Nếu đã như vậy thì tăng lên 10 hồ sơ đi, nhưng phải đảm bảo sự công bằng, xét tuyển đúng theo năng lực của các bạn ấy. Dạ vâng, về vật này thì chủ tịch cứ yên tâm ạ. Em định lên lịch phỏng vấn các bạn vào ngày mai, chủ tịch thấy thế nào ạ? Cũng được, cô cứ sắp xếp sao cho hợp lý. Dạ vâng, cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng ạ. Nhất định bọn em sẽ làm tốt ạ. Ngày mai tôi phải đi gặp đối tác nên không tham gia được. Cô với cậu Hải cứ chủ động làm theo kế hoạch nha, tôi tin ở hai người. Dạ vâng ạ, em xin phép ạ. Chả sao năm nay công ty mình nhận nhiều hồ sơ đấy nhở? Thì công ty mình to thế cơ mà, ai giỏi là nhận vào làm luôn, thì đứa sinh viên nào chẳng thích. Mà ông đã lọt được bộ nào chưa? Cũng được 3 bộ rồi, nhưng mà toàn của người nhà thôi. Được rồi, thôi mình làm việc luôn đi. Đấy, của bà đấy, gọi đi. Xin mời sinh viên Đỗ Trúc Ninh vào phỏng vấn. Em chào anh chị ạ. Này, sao tôi nhìn con bé này quen thế nhở? Tôi cũng thấy thế. À, bà nhớ cái hôm ở quán cà phê không? Quán cà phê nào? À, tôi nhớ ra rồi. Xin chào, mình lại gặp nhau ở đây rồi. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hôm nay em tới đây để xin phỏng vấn vào công ty thực tập ạ. Rất mong anh chị giúp đỡ ạ. Được thôi, chuyện này quá đơn giản. Đưa hồ sơ đây. Dạ. Thành tích học tập cũng tốt đấy. Dạ, em cảm ơn ạ. Nhưng mà như thế này thôi thì chưa đủ, còn cần thêm nhiều yếu tố lắm. Nếu như anh chị đồng ý nhận em vào công ty thực tập, em hứa sẽ cố gắng chăm chỉ và nghe lời chỉ bảo của anh chị ạ. Nhặt đi. Với dạ cái gì? Nhặt đi. Dạ vâng ạ. Dạ đây ạ. Tốt lắm. Giờ ấy thì cúi xuống lau giày cho tao, rồi cái bộ hồ sơ này tao sẽ xem xét. Nhưng mà đây đâu phải là công việc của em ạ. Chẳng phải mày vừa nói rằng mày sẽ nghe theo lời chỉ thị của bọn tao hay sao? Cúi xuống và lau giày cho tao đi. Em xin lỗi, nhưng mà em không thể làm được, tại vì đây không phải là công việc thực tập của em ạ. Ô hay, tao tưởng mày như thế nào, hóa ra mày vẫn giữ thái độ đấy để đến đây phỏng vấn đấy à? Chị nói thế là ý gì? Em thấy em có giữ thái độ gì đâu ạ. Lần trước ở quán cà phê đông khách, đến tao tha cho mày, nhưng mà tao đã nói với mày là lần sau gặp tao ấy thì tránh xa ra ra cơ mà. Nhưng mà không ngờ hôm nay lại gặp mày ở đây. Để tao nói cho mày nghe nhá, mày không có cửa thực tập ở công ty này đâu, mày hiểu chưa? Nếu như chị vẫn để bụng chuyện lần trước mà không nhận em vào công ty làm việc, thì thế chẳng hóa ra công tư không phân minh rồi sao? Ở đời ấy, hiện tại bây giờ chẳng còn cái gì là công tư phân minh đâu con danh con ạ.
biết điều ấy thì quỳ xuống xin lỗi bọn tao. Bọn tao còn xem xét, tôi tha cho mày. Còn không ấy thì đừng có mơ nhá. Em xin lỗi. Em đi phỏng vấn với mong muốn được nhận vào công ty bằng chính năng lực của mình. Còn nếu như vì lý do khác thì em xin rút hồ sơ. Khoan đã. Mày nghĩ nơi này thích đến thì đến, thích đi thì đi đấy à? Cái gì cũng phải có nguyên tắc cả đấy. Em không hiểu ý chị nói là gì. Nhưng em nghĩ nếu như hai anh chị đã không chịu nhận em vào công ty làm việc thì tốt nhất mình không nên mất thời gian của nhau đâu. Khoan đã. Ở đây ấy, dù gì cũng là phép lịch sự với nhau cả mà. Gặp nhau ấy phải chào hỏi nhau chứ. Em xin lỗi. Em chào anh chị, em về ạ. Ấy, bình tĩnh. Phải gặp chứ. Gặp để còn mua vui cho bọn anh nữa mà. Anh làm cái trò gì đấy à? Chết. Anh chỉ đang đi cùng nước thôi mà. Nhưng mà không ngờ ấy, cái cốc nước này nó lại bắn lên người em mất rồi. Đụng vào ai thì đụng. Chứ mày đụng vào bọn này thì đi vào ngõ cụt rồi em ạ. Chia buồn nhá. Hai người thật là quá đáng. Được rồi, để tôi nói với chủ tịch xem hai người còn hống hách nữa không. Cái gì? Nói chuyện với chủ tịch á? Này, mày nghĩ mày là ai còn đòi nói chuyện với chủ tịch? Chủ tịch FPM chứ không phải là người bình thường đâu. Mà mày muốn gặp là gặp được. Nó nói nó muốn đi gặp chủ tịch ấy, làm nó sợ quá đây bà. Có giỏi ấy thì đi gặp đi. Chủ tịch nào thì tôi không biết, nhưng chủ tịch của FPM là anh trai tôi. Tại sao tôi lại không thể gặp được chứ? Cái gì cơ? Anh trai mày á? Này, đầu óc mày có vấn đề không đấy? Được rồi, rồi hai người sẽ rõ mọi chuyện thôi. Trúc này, chị xin lỗi, nhưng với hồ sơ của em, chị chưa thể nhận em vào làm được. Mong em bớt giận. Chị Huyền, chị làm cái trò gì đấy? Chị biết em không ưa chị về chuyện cà phê lần trước, nhưng mong em đừng để bụng. Chị không có ý gì đâu. Ở đây có chuyện gì vậy? Em chào chủ tịch ạ. Chủ tịch, em xin lỗi vì đã không làm tốt nhiệm vụ anh giao ạ. Em đã cố gắng tuyển chọn theo đúng yêu cầu anh đưa, nhưng hồ sơ của cô sinh viên này còn thiếu khá nhiều nên em chưa thể nhận vào làm được ạ. Hồ sơ mà không đạt yêu cầu ấy thì cô cứ loại đi, sao cô phải khóc? Dạ, là do cô sinh viên này không chấp nhận được sự thật nên đã mắng chửi bọn em và nói bọn em không công bằng với cô ấy ạ. Có chuyện như vậy thật sao? Dạ đúng ạ. Cô bé này mới đến phỏng vấn đã bắt bọn em nhận cô ấy vào công ty làm luôn ạ. Nhưng mà Huyền không đồng ý, rồi cô ta cầm cốc nước lên hất vào mặt Huyền anh ạ. Không đúng, hai người nói láo. Chủ tịch, em mong anh xem xét cho. Em không phải là loại người như vậy đâu ạ. Trúc này, chị đã nói rõ lý do em không được nhận, chị mong em thông cảm. Em nộp hồ sơ vào chỗ khác cũng được mà. Chị nghĩ còn nhiều cơ hội tốt với em đấy. Chị Huyền, chị diễn cũng hay lắm đấy. Chủ tịch, em nghĩ là em nên từ chức. Không dám nhận sự tin tưởng của anh đâu ạ. Có mỗi việc này mà em làm cũng không xong nữa. Dạ, em cũng vậy ạ. Tại em cảm thấy xấu hổ quá. Thôi được rồi, tôi sẽ phê duyệt cho anh ở từ chức. Dạ, chủ tịch nói thật đi ạ. Đương nhiên rồi, đây là nguyện vọng của hai người mà. Không thể nào không đáp ứng được. Đấy chỉ là lời nói của bọn em thôi ạ. Chứ thật ra thì bọn em vẫn còn muốn làm việc với cả chủ tịch lắm ạ. Thôi được rồi, hai người không cần phải diễn nữa đâu. Tôi đã chứng kiến tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ rồi. Tôi nghĩ hai người nên nghỉ làm và đi làm diễn viên đi. Chủ tịch, anh nói như thế oan cho bọn em quá. Bọn em có diễn gì đâu ạ? Tôi đã nói thôi là thôi rồi cơ mà. Tôi không nói không đồng nghĩa với việc tôi không biết gì cả. Và ai muốn dắt mũi tôi sau lưng cũng được. Tất cả những chuyện mà trước đây hai người làm sau lưng tôi đều biết hết cả đấy. Chủ tịch, cái mà tôi buồn hơn cả chính là thái độ của hai người đấy. Từ đâu mà hai người cho mình cái lý do
mang người khác ra để làm cho mối vui như vậy. Thực ra thì cái đó bọn em không có. Chỉ tại là cô bé này dám nhận là em gái của chủ tịch nên hai bọn em mới dạy dỗ cô ấy một bài học thôi ạ. Dạ đúng rồi đấy ạ. Vậy việc em gái của tôi nhận tôi không được sao? Em gái? Chủ tịch nói đây là em gái của chủ tịch ý ạ? Đúng vậy. Trúc không muốn mọi người biết Trúc là em gái của tôi nên tôi lại không nói gì cả. Sao? Bây giờ thì hai người đã tin rồi chứ? Tin? Tin chứ? Dù gì cũng toàn người quen với nhau cả. Bây giờ cô được nhận rồi. Bây giờ cô sẽ được làm nhân viên thực tập nhá. Chuyện đó tôi sẽ bàn giao cho người khác. Hai người không cần phải bận tâm đâu. Chủ tịch nói vậy là sao ạ? Từ trước tới giờ tôi làm việc luôn đặt nhân cách và đạo đức lên hàng đầu. Vì vậy tôi không thể nào chấp nhận cấp dưới của mình có những hành xử không đúng mực với người khác. Từ mai hai người không cần phải đến công ty làm nữa. Chắc là chủ tịch đang đùa đúng không ạ? Chứ bọn em đang làm việc tốt thế cơ mà. Tôi không hề đùa. Hai người chính thức bị đuổi việc. Chủ tịch, bọn em biết lỗi rồi ạ. Mong chủ tịch bỏ qua cho bọn em với ạ. Tôi đã bỏ qua cho hai người rất nhiều lần rồi, nhưng hai người không hề biết ý, vẫn tiếp tục coi thường người khác. Và đặc biệt là chuyện hôm nay, hai người dựng chuyện bỏ qua cho em gái của tôi. Hai người nghĩ lại xem, hai người có xứng đáng ở lại công ty không? Trúc này, chị xin lỗi. Thực sự chị không biết em là em gái chủ tịch. Có gì em tới giúp chị vài câu với. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều do hai người gây ra. Vậy thì bây giờ hai người tự gánh chịu đi. Ở đời ấy, gieo gió có ngày ắt sẽ gặp bão. Hậu quả ngày hôm nay chính là do những việc xấu xa mà trước đây hai người đã làm đấy. Đừng có trách ai cả. Em... Tiện đây tôi tặng hai người một câu. Sống ở đời phải biết mình là ai. Đừng tự lấy đèn soi bóng mình trên tường, rồi tưởng mình to lớn, vĩ đại, rồi coi thường người khác không là gì. Dạ, bọn em hiểu rồi ạ. Thôi, hai người về công ty thu dọn đồ đạc, rồi đi khỏi công ty của tôi. Em chào chủ tịch ạ. Dạ, em chào chủ tịch ạ. Anh của em thật là ngầu quá đi mất. Còn cười được nữa à? Quần áo thì ướt hết cả rồi. Mau về nhà thay quần áo đi. Để anh còn đưa đi ăn. Yes sir. Đi thôi. Cô Huyền này, dạo này cô có nghe thông tin về miền Trung không? Dạ, em có nghe rồi ạ. Miền Trung đang bị lũ lụt. Lũ lần này làm ảnh hưởng rất là nhiều. Nhà cửa ruộng vườn thì tan hoang hết. Nghe mà thấy xót thương quá chủ tịch ạ. Tôi cũng thấy tin. Lũ lụt gặp đến tận mái nhà. Hiện tại bà con miền Trung ấy đang gặp rất nhiều khó khăn, cần sự giúp đỡ của cả nước. Tôi cũng muốn FM đóng góp ít tấm lòng. Ý của chủ tịch là... Tôi sẽ quyên góp 200 triệu cho đồng bào miền Trung. Cô giống hỏi cấp dưới, khuyến khích mọi người cùng chúng ta góp sức. Tùy theo khả năng của mình, ai có nhiều thì góp nhiều, ai có ít thì góp ít nhá. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Cô nhận tiền quyên góp, rồi đi mua ít lương thực thực phẩm thiết yếu và tiền mặt gửi tới bà con nhá. Dạ, em biết rồi ạ. Vậy được rồi, chúng ta về công ty làm việc thôi. Dạ vâng ạ. Quyên góp ủng hộ miền Trung à? Lần này mình phải bắt chúng nó góp 5 đến 10 triệu. Thế là mình giàu to rồi. Ơ chị Huyền, chị đi đâu về thế ạ? À, cậu Hoài đấy à? Tôi vừa đi gặp chủ tịch về. À, mà cậu biết tình hình miền Trung rồi chứ? Dạ em biết ạ. Chủ tịch vừa chỉ thị xuống, mỗi người quyên góp tiền để ủng hộ miền Trung đấy. Thế hả chị? Thế chị cho em góp phần của em với ạ. Đây, ở đây trong người em còn 200. Chị cho em góp với.
Cái gì? Mày bị điên đấy à? 200 nghìn của mày thì làm cái gì? Chủ tịch bảo mỗi người phải có 5 triệu đấy. 5 triệu à? Nhưng mà em chỉ còn có 200 để chiều đi mua thức ăn thôi ạ. Chị cho em góp với. Thôi, không nói nhiều. Mày có tiền đấy không? Không có thì ngày mai khỏi cần đến đây làm nữa. Mỗi người đều góp 10 triệu. Tao bảo mày có 5 triệu là ít rồi đấy. Nhưng mà chị ơi, em làm bảo vệ, lương em có được bao nhiêu đâu mà quyên góp 5 triệu hả chị? Tao không cần biết. Mày có tiền không? Không có ấy, thì cút khỏi công ty đi. Chị à, em tưởng quyên góp từ thiện là từ tâm chứ ạ, chứ đâu phải là ép buộc từng này tiền đâu ạ. Tao không cần biết lý do gì cả. Mày không có tiền ý thì từ ngày mai đừng có đến đây làm nữa. Ok chị. Quái lạ, không quyên góp đủ tiền từ thiện mà bị đuổi việc à? Chị gọi em ạ. Cô biết tình hình miền Trung rồi chứ? Dạ em có biết ạ. Miền Trung đang chịu cảnh lũ lụt rất nặng nề. Đúng vậy. Chủ tịch muốn nhân viên công ty quyên góp ủng hộ miền Trung. Cô về bảo nhân viên phòng mình góp mỗi người 10 triệu rồi mang lên đây cho tôi nhé. 10 triệu sao ạ? Có nhiều quá không chị? Đấy là ý của chủ tịch. Cô không hài lòng ý thì lên gặp chủ tịch. Em... Cô thấy cậu Hải bảo vệ rồi chứ? Vì không quyên góp tiền nên đã bị sa thải rồi đấy. Cô hiểu ý tôi chứ? Nhưng mà... Không có nhưng gì hết. Bây giờ quyên góp tiền thì đi làm tiếp, còn không ý thì cút. Dạ em hiểu rồi ạ. Cô đi ra ngoài làm việc đi. Cô Hiền này. Dạ. Tình hình quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt sao rồi? Dạ, sau khi mọi người nghe tin chủ tịch khuyến khích nhân viên ủng hộ đồng bào miền Trung, mọi người rất vui và tán thành ạ. Vậy thì tốt rồi, cô cứ triển khai đi nhá. Hôm nay ấy, cô không cần phải đi với tôi đâu, tôi tự đi cũng được. Dạ vâng ạ. À mà đây, cô có biết cậu Hải đâu không? Mấy hôm nay sao tôi không thấy cậu ấy đi làm? Dạ cậu Hải xin nghỉ rồi sếp ạ. Sao thế? Tôi thấy cậu ấy làm việc tốt mà, lại còn cẩn thận nữa chứ. Dạ cậu ấy báo là cậu ấy bận, không thể tiếp tục làm việc được nữa ạ. Thì ra là như vậy à. Thôi được rồi, cô sắp xếp thưởng thêm cho cậu ấy ít tiền nhá. Dù sao ấy, cậu ấy cũng gắn bó với công ty lâu rồi. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Ừ. Vậy thôi, em xin phép lên làm việc tiếp ạ. Ừ, cô đi đi. Dạ vâng ạ. Cho em gửi anh Đức ạ. Em gửi anh menu ạ. Cho tôi. Em chào chủ tịch ạ. Cậu Hải, tôi nghe bảo ấy là cậu có công việc không đến công ty làm được, sao bây giờ cậu lại làm ở đây? Dạ em... Cậu có chuyện gì à? Dạ em có chuyện này, không biết có nên nói với cả chủ tịch hay không ạ. Có chuyện gì? Cậu cứ nói đi. Dạ em thấy việc quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung của công ty chúng ta mỗi người là 50 triệu, em thấy hơi nhiều ạ. Mong chủ tịch xem xét lại ạ. Cậu nói sao cơ? Sao lại đóng góp tận 5-10 triệu? Tôi đã dặn cô Huyền là kêu gọi mọi người đóng góp tùy theo tấm lòng và khả năng của mỗi người cơ mà. Ai có nhiều thì đóng nhiều, ai có ít thì đóng ít. Dạ, chị Huyền bắt mọi người phải quyên góp như thế ạ. Những cái người mà cấp thấp thấp giống em ấy thì đóng 5 triệu, còn những người cấp cao hơn một tí là đóng 10 triệu ạ. Nếu mà không đóng thì sếp đuổi việc ạ. Và trong đó có em ạ. Còn có chuyện như thế nữa sao? Dạ, chị Huyền bảo đấy là ý của chủ tịch ạ. Và tình trạng bây giờ công ty chúng ta có rất nhiều nhân viên phải đi vay tiền bên ngoài để đóng tiền quyên góp ạ. Nếu không cũng sẽ bị sa thải ạ. Thôi được rồi, chuyện này cứ để tôi điều tra. Dạ. Cậu Hải, khách bàn số 5 đang order nước kìa.
Dạ vâng, em ra ngay đây ạ. Dạ, chủ tịch, em xin phép, em đi làm việc tiếp ạ. Ờ, con làm việc đi. Dạ, em chào chủ tịch. Alo, điều tra ngay cho tôi một việc. Này, chuyến hàng tôi đặt, cô đã chuẩn bị cho tôi chưa? Chị yên tâm đi, tôi chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Lần này tôi phải săn lùng kinh lắm mới gom đủ được cho chị đấy. Hàng kém chất lượng và hết hạn sử dụng như thế này ấy, đã bị hủy hết từ lâu rồi. Cái này là của cho mà. Miền Trung bây giờ cho đồ hết hạn họ cũng quý thôi. Bây giờ còn không có cái gì đút vào mồm cơ mà. Chị cho như vậy mà chị không sợ à? Lỡ chủ tịch của chị biết thì làm sao? Ui giời, sợ gì chứ. Anh ta tin tưởng tôi lắm. Tôi tự quyết định hết việc này mà. Miền Trung bị như vậy là do họ kém may mắn thôi. Có cho là mừng lắm rồi đấy. Chứ dư tiền đâu mà cho hàng chất lượng cao chứ. Mà này, lần này liệu có chia được cho tôi ít nào không đấy? Tất nhiên là có rồi. Yên tâm, con Huyền này không để cô thiệt đâu. Chị Huyền, chị nói vậy là sao? Chị bắt mọi người quyên góp từng đấy tiền, rồi chị ấy đi gửi hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng là sao? Đây là ai đây? Tưởng ai xa lạ? Hóa ra là thằng bảo vệ bị tôi tống cổ ra khỏi công ty đấy mà. Này, khôn hồn thì câm cái miệng lại. Nếu không ý, tao không để cho mày yên đâu. Chị đừng có mà độc ác như thế. Chị đã bắt mọi người ở công ty quyên góp từ 5 đến 10 triệu rồi, tại sao chị vẫn gửi hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng trong miền Trung chứ? Này cái thằng nghèo hèn kia, tao bảo mày góp 5 triệu mày không góp, giờ mày có trách ai hả? Ai bảo mày ngu thì mày chịu thôi. Những người dân ở đấy đã quá khổ sở rồi, chị xem như nào ấy chứ, tại sao chị lại có thể làm như vậy? Thế thì sao? Tao đã cho là quý lắm rồi. Mày tưởng hàng đấy tao đi ăn xin chắc? Tao cũng phải mua bằng tiền cả đấy. Ăn cũng được đấy thôi, có chết ai đâu. Chị đến bây giờ đã quá độc ác rồi. Thôi được rồi, tôi ấy nhất định sẽ nói chuyện này với cả chủ tịch về cái chuyện chị ăn chặn tiền của nhân viên, quyên góp những đồ hết hạn sử dụng gửi cho đồng bào lũ lụt miền Trung. Cái thằng rách này, mày chán sống rồi đúng không? Này, để tao nói cho mày biết nhá, tao tống cổ mày ra khỏi công ty được thì tao cũng có cách để cho mày câm mồm đấy. Này nhá, đừng có mà tự rước họa vào thân như thế em ạ. Dù sao ấy thì bây giờ tôi cũng chẳng còn cái gì cả. Những người dân lụt ở miền Trung ấy, họ đáng giá, đáng quý hơn tôi nhiều. Tôi không quan trọng. Được thôi, mày cứ thử nói với chủ tịch xem, để tao xem chủ tịch tin tao hay là tin cái thằng bảo vệ bị đuổi như mày. Vậy theo cô ấy, tôi phải tin ai mới đúng? Chủ tịch, sao anh lại ở đây ạ? Tôi không ở đây thì làm sao biết được cô lấy danh nghĩa của tôi để ép nhân viên đóng góp từ 5 đến 10 triệu đồng để ủng hộ miền Trung chứ. Còn nữa, cô dám lấy tiền đã đóng góp để mua hàng giả, hàng hết hạn sử dụng để gửi vào đồng bào miền Trung nữa chứ. Dạ, thưa chủ tịch, anh đừng nghe thằng danh này nói linh tinh ạ. Mọi người quyên góp nhiều là do mọi người thương bà con miền Trung thôi ạ. Chứ em không mua hàng giả gì đâu ạ. Là tôi đã tự điều tra nên mới biết được, không những chỉ có lần này mà còn rất nhiều lần khác nữa cô ăn chặn tiền của công ty khi giao việc cho cô đi làm từ thiện. Cô có còn là con người nữa không ạ? Tiền cứu trợ, tiền đi làm từ thiện mà cô cũng dám lấy à? Cô làm như vậy, lương tâm của cô không cảm thấy cắn rứt hay sao? Sao? Thế bây giờ các người có mua hàng của tôi hay không? Tôi không có thời gian để nghe các người dạy đời nhau đâu đấy. Còn cả cô nữa, cô bán hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng mà cô không sợ quả báo à? Hơn nữa, đây là hàng hóa gửi tặng bà con ở miền Trung đang khó khăn, khổ sở ngoài kia. Nếu như họ sử dụng hàng hóa đó mà có mệnh hệ gì thì cô cảm thấy ân hận không? Tôi... Chủ tịch, em xin lỗi, em biết em sai rồi ạ. Chủ tịch, tha lỗi cho em lần này có được không ạ? Ăn chặn tiền gì thì tôi còn có thể xem xét, nhưng mà ăn chặn tiền từ thiện ý thì không thể nào tha thứ được. Nếu như nhân tính của cô không còn nữa thì hãy để pháp luật trừng trị mình đi. Chủ tịch, anh nói vậy là sao ạ? Tôi sẽ gửi toàn bộ chứng cứ lên công an
để họ giải quyết cô. Cô sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những việc cô đã gây ra. Còn cả cô nữa. Tôi thì làm sao chứ? Cô buôn bán trái phép hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng cho người tiêu dùng, đồng thời thông đồng ăn chặn tiền từ thiện. Như vậy đã đủ để cô lên gặp công an chưa? Chủ tịch, sao anh không nghĩ 3 năm qua tôi cống hiến cho FBM chứ? Sao anh tàn nhẫn vậy? Cô Huyền này, tôi nói với cô rồi, đây là báo ứng của cô đấy. Và lần này cái giá của cô phải trả là quá đắt. Cô Huyền, tôi yêu cầu cô về công ty bàn giao lại toàn bộ tiền đã quyên góp để ủng hộ miền Trung. Và còn nữa, cô hãy thu dọn đồ đạc và rời khỏi công ty của tôi ngay. Cậu à, nếu như cậu muốn tiếp tục làm việc ở công ty tôi ấy, thì sáng ngày mai lên công ty gặp tôi. Tôi sẽ sắp xếp lại công việc cho cậu. Dạ, em cảm ơn chủ tịch ạ. Chúng ta đi thôi. Alo, Trúc à, dạo này em có khỏe không? Em vẫn khỏe. Dạo này công ty có nhiều dự án mới nên em chưa sắp xếp thời gian về quê thăm anh được. Anh ở nhà có ăn uống đầy đủ không đấy? Anh lo cho em ấy, suốt ngày chỉ biết công việc thôi. Anh khỏe như trâu thế này, em không cần phải lo đâu. À, anh bảo này, đợt này trang trại bò nhà mình làm ăn cũng tốt. Với cả anh cũng mới bán mấy lô đất. Em mà cần thêm tiền đầu tư ấy, thì cứ bảo anh nhá, anh gửi cho. Anh lúc nào cũng như vậy, em ở trên này có thiếu cái gì đâu cơ chứ. Anh nên lo cho bản thân mình đi. Nhà có mỗi đứa em gái, anh không lo cho em, thì anh lo cho ai? Mà anh không nhanh nhanh kiếm chị dâu cho em đi chứ còn gì nữa. Chuyện đó cứ để từ từ đã. À, mai anh định... À, anh ơi, em đang có chút việc nhá. Lát nữa em nói chuyện với anh sau. Ờ, à, vậy thôi, em làm việc đi nhá. Dạ vâng ạ. Khổ thân con bé, suốt ngày làm việc vất vả. Mai phải lên thành phố chuẩn bị cho nó ít đồ ngon, sạch sẽ cho nó tẩm bổ mới được. Công nhận thành phố đẹp thật đấy. Nhà nào cũng cao vun vút, chả vui cho ở quê mình. Bảo sao ai cũng muốn lên thành phố sống, chả chịu về nhà. Mà thôi, chật chội đông đúc lắm, sống ở quê cho nó lành. À, cô gì ơi, cô cho tôi nhờ một chút được không? Có chuyện gì vậy? À, cô có biết cái công ty FBM không? Cô chỉ đường cho tôi đến đó với. À, ở ngay gần đây thôi, cái tòa nhà kia kìa. Tòa nhà đằng kia? Ừ, đúng rồi. Vậy tôi cảm ơn cô nhá. Không có gì. Quý hóa quá. Chắc chuyện thật đấy. Alo, em nghe đây ạ. Có chuyện gì với anh? Anh đang ở trên thành phố này, đang trên đường tới công ty của em. Tiện anh mang cho em con gà để em tẩm bổ đây. Em có đang ở công ty không? Anh lên sao không báo với em trước vậy? Ờ thì hôm qua anh đang định nói, mà thấy em có khách nên anh chưa kịp nói mà. Em đang bận gì à? Bây giờ em đang đi gặp đối tác ở xa, chắc là phải 3 tiếng nữa mới về được đấy. Hay là anh cứ lên văn phòng em chờ em nhé. Anh cứ bảo anh là người nhà của chủ tịch là được. Ờ, thế cứ làm việc đi, anh tới công ty của em đợi cũng được. Thế nhá. Lại suốt ngày công việc. Chúng ta tiếp tục công việc nhé. Tôi thấy sản phẩm mới của tập đoàn Kohino lần này rất tốt. Bên phía FBM của chúng tôi rất hài lòng. Tôi tin hai tập đoàn của chúng ta kết hợp lại sẽ chiếm lĩnh được thị trường đấy. Dựa lần này, chủ tịch đã thông qua rồi đấy. Xong vụ này, chúng ta sẽ được một món hời rất lớn đấy em ạ. Em cứ yên tâm đi. Khi nào anh gặp chủ tịch ấy, anh chỉ cần nói vài câu với chủ tịch là cô đã không để ý gì rồi. Mà... xong vụ này, chúng ta sẽ rót được lợi nhuận
20% đấy em ạ. 20% đấy. Này cái thằng nhà quê kia, mày dình mò cái gì ở đây? Đâu, tôi dình gì đâu. Này, mày đi đây làm cái gì? Tôi có người thân ở đây, tôi mang đến cho nó ít đồ. Mày có biết đây ở đâu không? Đây là tập đoàn FM đấy. Cái loại như mày ấy, thì thân với ai ở đây? Hay là ăn trộm đấy à? Đến đây định thò mày cái gì đây à? Này, anh ăn nói cho cẩn thận nhé. Tôi đã bảo là tôi có người thân ở đây rồi, tôi mang cho nó ít đồ, thì làm sao? Mày nghĩ gì thì không? Gà đấy, gà này gà quê đấy, nhớ chưa? Gà này ăn ngon gấp trăm lần cái gà Hà Nội như cậu. Ấy, không tin đấy, thử đi mà ăn này. Ăn đi, ngon đi ăn đi. À, không được, cái này tôi để cho em gái của tôi. Mấy cái loại con gà như này ấy, cho tao đánh thêm ấy. Mà mày thân với ai ở đây? Tôi nói nhỏ cậu biết nhá. Em gái tôi là chủ tịch công ty này đấy. Cái gì? Chủ tịch à? Mày bị điên đấy à? Chả vậy thì sao? Điên cái gì mà điên? Tôi bị chửa. Tóm lại ấy, kể có là chủ tịch mà chủ tịch cũng không dở hơi đi quen cái loại nhà quê bẩn thỉu như mày đâu. Tốt nhất ấy là cút ra ngoài chỗ khác mà chơi đi. Anh tin cũng được mà không tin cũng được, nhưng tôi nói thẳng nhá, em gái tôi chính là chủ tịch công ty này, nhớ chưa? Mà này, anh là người công ty này đúng không? Em gái tôi bảo tôi đến đây cứ lên văn phòng nó đợi, bây giờ cậu dẫn tôi lên văn phòng đó, tôi ngồi đợi. Tao ấy không có phận sự gì phải dẫn mày lên văn phòng gặp chủ tịch cả. Mày ấy cút ra chỗ khác, nãy giờ tao nói mày không thủng đúng không? Hả? Tôi đùa với cậu cũng hơi dai thì phải. Bây giờ tôi không đi đấy, cậu làm gì được tôi? Mày không cút đúng không? Sợ gì mà tôi không ở lại. Cậu này, cậu làm cái trò gì vậy hả? Cái loại mày thân lừa ưa nặng đúng không? Nãy giờ tao nói chuyện nhẹ nhàng tử tế với mày, mày không chịu cút à? Hay mày thích đòn hả? Cậu được lắm. Tôi nói cho cậu biết, gieo ác sẽ có ngày gặp bão. Gieo gió ấy, ác sẽ có ngày gặp bão, nhớ chưa? Cậu cứ đợi đấy. Một cái loại một đức. Làm sao? Đập cho mày một trận bây giờ ấy. Bức cơ mình. Cả cái công ty to thế này, biết bao nhiêu phòng, bây giờ biết vào phòng nào mà ngồi mà đợi đây. Bực mình thế không biết. Này, mày phải sống khỏe mạnh để tao còn nấu cao cho em gái tao ăn nữa chưa? Ôi, ngủ giấc mày. Mày ở im đấy nữa chứ. Quên mất đấy, từ sáng đến giờ ta có cái gì bỏ bụng đâu. Đi tìm cái gì đó ăn mới được. Dạ, của anh là 40.000 ạ. Bát phở này 40.000. Thế cho anh hỏi giá của em là bao nhiêu? Em xin lỗi, em chỉ bán phở thôi ạ. Thôi, bây giờ như thế này nhá. Làm người yêu của anh đi, chiều anh. Anh sẽ đưa em đi chơi và anh sẽ cho em 50 triệu, được chứ? Anh làm cái gì vậy? Con danh này, mày dám thái độ với khách thế à? Hả? Mày có biết được một người giám đốc chức cao vọng trọng như tao để ý là phúc cho mày lắm rồi hay không? Thì đây hãy giữ tự trọng một chút. Cái gì? Cái loại nhà quê như mày mà cũng nói đi câu đấy với cả tao á? Mày có tin tao cho cái quán phở này của mày biến mất như chưa hề tồn tại không? Hả?
Tôi xin lỗi nếu là Bạch phật ý, nhưng tôi... Thôi, chiều anh đi. Anh làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Con chó này! Dừng lại! Giữa ban ngày ban mặt, cậu làm cái trò gì thế à? Mày bỏ con gà bẩn thỉu đấy xuống còi người tao, lại là mày nữa à? Mà tao đã bảo mày rồi, lần sau ấy thì tránh xa ra tao cơ mà. Hay là hôm nay mày thích gây sự với cả tao? Tôi nói cho cậu biết nhá, tôi chả muốn gây sự với ai cả. Tôi thấy chuyện bất bình trước tai gai mắt nên tôi không đành lòng đứng xem thôi. Mà tôi thấy cậu nhá, là đàn ông con trai mà sao cậu hèn thế? Ai lại đi bắt nạt một người phụ nữ thế này? Hèn á? Trong từ điển sống của tao ấy không có từ hèn đâu. Trong đấy á chỉ có tiền, tiền với tiền mà thôi. Tao tôn thờ tiền. Với lại có tiền mà tao thích làm gì chả được. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Tôi nói cho cậu nghe nhá, cậu nghĩ cậu có nhiều tiền, cậu muốn làm gì cũng được à? Cậu nhiều tiền quá nhỉ, có sao cậu bệnh viện thế? Đương nhiên là nhiều rồi. Cái gì không mua được bằng tiền chắc chắn sẽ mua được bằng rất nhiều tiền rồi. Tiền của tao á có thể mua được cả quán phở của con bé này, và cộng thêm cả mạng sống của mày nữa đấy. Thế nên là ấy, biết điều thì cút ra chỗ khác. Tôi thấy cậu ăn nói hàm hồ thật đấy. Vừa nãy cậu mắng chửi tôi thì tôi đã không nói gì rồi, vì có thể đấy là quy định của công ty, không thể cho người lạ vào. Nhưng mà bây giờ ấy, chứng kiến cái cảnh cậu ngang nhiên ức kiếp một người phụ nữ nên tôi không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Thế mày không khoanh tay đứng nhìn thì làm gì tao? Mày có biết tao là ai không? Tao là giám đốc của tập đoàn FVM đấy. Chức to quá nhỉ. Nhưng mà này, dù cậu có là ai đi chăng nữa ấy, thì cũng thế thôi. Cậu đừng tưởng mày có chút địa vị, chút tiền thì tôi sợ cậu nhá. Để cậu ngang nhiên làm một cái trò xấu nhá. Đúng là mấy cái loại ngu chúng mày ấy, không bao giờ có thể dùng lời nói được mà. Được thôi, mày thích, tao sẽ tiếp mày một cách tử tế. Cậu đến làm gì? Anh làm cái trò gì vậy? Cậu sao? Ăn ngon chứ? Cái thằng nhà quê như mày lâu tiên được ăn phở đúng không? Ăn đi, miễn phí đấy, tao mời. Cậu đang làm cái trò gì đấy hả? Chủ tịch, chị sao chị ở đây ạ? Tôi vô tình đi ngang qua đây, thấy một chút chuyện trướng tai gai mắt nên vào đây xem sao. Chuyện là cái thằng nông dân này là chị, là do thằng nông dân này nó vào quán này rồi nó chưa cùi. Em thấy trướng tai gai mắt quá nên em mới dạy cho nó một bài học chị ạ. Này, cậu đừng có vào vung khống với tôi nhá. Chính cậu mới là người. Anh trai, anh không cần phải phí lời với hạng người như thế này. Tất cả mọi chuyện em đã chứng kiến hết rồi. Em xin lỗi anh vì đã không chọn lựa nhân viên kỹ cả nên mới để xảy ra câu chuyện như ngày hôm nay. Anh trai ạ. Chị ơi, đây, đây là anh trai của chị sao ạ? Cái này em không biết. Và không biết là không có tội, chị bỏ qua cho em đấy ạ. Cậu thôi đi, cậu biết tôi là anh trai của chủ tịch, bây giờ cậu thế nào? Nịch bợ tôi à? Vừa rồi cậu hùng hổ lắm cơ mà. Cái loại người điểm đạo đức bằng không như cậu ấy thì tôi cũng không hiểu tại sao cậu có thể ngồi lên được vị trí giám đốc đấy. Đúng là không xứng đáng mà. Anh ơi, em cái này là em không biết. Chị, có gì chị bỏ qua cho em với. Cũng tại anh ấy ăn mặc như này nên em mới... Cậu im miệng ngay cho tôi. Đến bây giờ mà cậu còn nói được những lời như vậy à? Từ bao giờ mà cậu đánh giá con người có vẻ bề ngoài như vậy hả? Dù bề ngoài họ có ăn mặc như thế nào cũng không thể đánh giá nhân cách của họ được đâu. Cũng giống như cậu ấy, bên ngoài thì đẹp đẽ hào nhoáng nhưng bên trong nhân cách đã thối nát từ lâu rồi. Tôi nói cho cậu nghe nhá, một bộ quần áo đẹp chưa chắc đã tạo nên một con người đẹp đâu. Mà muốn đẹp ấy thì phải đẹp từ trong tâm hồn đẹp ra. Ngay cả đến đạo lý làm người cậu còn không làm nổi thì tôi nghĩ cậu chẳng có thể làm được việc gì đâu. Cái loại người hèn hạ ức kiếp phụ nữ và những người yếu thế hơn mình ấy, thì sớm có một ngày cậu sẽ gặp quả báo thôi. Em xin anh. Chị, em xin chủ tịch ạ. Mà Trúc này, em có dự án gì đang giao cho cậu Hải đây ý, thì nên kiểm tra kỹ càng lại đi. Vừa rồi anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của cậu ta. Cậu ta đang định qua mặt em đấy. Lại còn có cả chuyện như thế nữa cơ à? Cậu to gan lắm rồi đấy. Cậu cút khỏi công ty cho tôi. Từ hôm nay cậu chính thức bị sa thải. Chủ tịch, cho em một cơ hội nữa được không ạ? Cơ hội à? Cơ hội để cậu lừa dối tôi thêm một lần nữa à? Công ty của chúng tôi không bao giờ chứa chấp kẻ có nhân cách tồi tàn như cậu. Và tôi tin rằng sẽ không có một công ty nào chấp nhận cậu vào làm việc đâu. Hãy
hãy nhớ rằng đừng bao giờ vì vẻ bề ngoài của người khác mà khinh thường hay nhục mạ họ. Còn bây giờ, cậu rời khỏi công ty của tôi. Vâng ạ. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em ạ. Không có gì đâu, đây là chuyện tôi lên làm mà. Ây giời, mà bây giờ tôi đói bụng quá. Cô làm cho tôi bắt phở, tôi ăn luôn nhá. Hai bát nhá, tôi với em gái của tôi. Dạ, có ngay ạ. Em mời anh chị ngồi ạ. Anh có làm sao không? Anh làm sao đâu. À thôi, tiện ở đây rồi thì làm bát phở rồi về nhá. Này, anh tán gái mà chỉ biết nắm tay với cười thôi à? Chán thế. Mà anh có biết làm thơ không? Làm thơ á? Không. Thế để anh làm một bài thơ dành tặng riêng cho em nhá. Nghe này. Sáng ra ăn bát bún ngan, tự nhiên thấy nhớ em Huyền bầu hồi. Đến trưa đã bốc đến rồi, bỗng dưng làm lại bầu hồi nhớ em trang. Hay không? Ai ôi. Tạm biệt, chia tay đi. Này à, chúng ta mới hẹn hò nhau được có 2 ngày, làm sao mà chia tay được? Anh nghĩ là tôi yêu anh thật à? Chẳng qua tôi nghe người ta nói là anh có tiền, nên tôi mới theo anh thôi. Hóa ra chỉ là thằng nông dân nghèo, nên chiếc xe máy mà cũng không có nữa. Xe máy á? Sao lúc đầu mới quen anh, em bảo là thích tính anh giản dị, cho nên anh mới... Anh em cái gì? Tôi cảnh cáo anh nhá, từ giờ đừng có nói là quen tôi nghe chưa? Nhục lắm! Thật biết! Ở đây! Huyền! Em đi đâu đấy? Huyền! Đàn bà là những niềm đau. Mà này, sao cô ấy không nói cho tao biết sớm là cô ấy thích xe máy nhỉ? Mà nhà tao ấy thì có mỗi xe đạp với ô tô thôi. Nếu mà cô ấy thích thì tao có thể mua cho mày. Thôi, lần sau trước khi yêu ai ấy, mày nên tìm hiểu kỹ xem là cô ấy thích xe gì, nhớ chưa? Thôi, đi về. Về thì về, sợ gì mà không về. Đi. Ai còn chiếc xe đạp. Thế tao đi nhá. Lúc đầu ấy, tôi cứ tưởng thế là ngầu. Nhưng mà sau này mới nhận ra, tình yêu chỉ đến từ tình cảm chân thành, chứ chẳng phải là vật chất nào cả. Phải đấy. Thôi, tôi đi mua xe máy đây. Tạm biệt. Đi nha. Đi đây. Ôi tà tà, cửa hàng to gớm hề. Ôi chà. Wow. Cửa hàng nhiều xe đẹp quá hề. Thật đấy. Em chào anh ạ. Chào cô. Em là nhân viên tư vấn của cửa hàng. Anh có nhu cầu gì để em hỗ trợ ạ? Mà công nhận đấy, dạo này cửa hàng nhà mình nhiều xe đẹp thật đấy. Tôi nhìn và tôi cứ hoa hết cả mắt. Vâng, đúng rồi ạ. Bên em vừa về mấy dòng xe mới, nhưng cũng còn tùy vào nhu cầu sử dụng của mỗi người. Anh cần gì để em hỗ trợ cho mình ạ? Cô vừa gọi tôi là gì? Cái gì mà mình ấy? Dạ vâng, sao thế ạ?
À, không có gì. Tại tôi thấy cô gọi tôi như vậy nên tôi thấy vui vui. Hôm nay mà cô mà tư vấn cho tôi xe nào, tôi mua tất. Thế em mời anh vào trong để em tư vấn cho anh vài mẫu mới về nhá. Ừ, được, 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 được. Tư vấn cho mình nhá. Con này cũng đẹp này. Nhân viên đâu rồi nhỉ? Thấy khách mà không thể ra tiếp à? Anh ơi. Hả? Em xin lỗi nhưng mà anh chờ em một chút có được không ạ? À, được, cô cứ đi đi. Dạ vâng ạ. Ừ. Dạ em chào chị ạ. Cuối cùng cô cũng nghe thấy tôi gọi rồi đấy à? Vậy mà tôi cứ tưởng nhân viên ở đây khinh thường khách hàng nên giả vờ điếc cơ đấy. Dạ không có chuyện đó đâu ạ. Tại vì hôm nay có một bạn nhân viên xin nghỉ, chỉ có mình em cho nên em chưa kịp ra gặp chị ạ. Cô không cần phải giải thích nhiều. Tôi có tiền đấy, cô phục vụ cho tử tế vào. Nếu không ý, tôi bảo với quản lý đuổi việc cô đấy. Dạ, thế chị cần mua xe gì để em tư vấn ạ? Ừ, cũng biết nói chuyện hơn rồi đấy. Thôi được rồi, để tôi vào xem thử. Nhưng cô phải đi theo đuôi tôi đấy, cô hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Suzuki à? Mua xe nào bây giờ nhỉ? Lại là anh đấy à? Huyên, em có đi mua xe à? Lâu rồi không gặp em. Không ngờ cái cửa hàng xe máy này cũng rẻ rách quá nhỉ? Một cái thằng nghèo nàn bẩn thỉu như thế này mà cũng dám cho vào đây cơ à? Này, em nói cái gì đấy? Thế không hiểu tiếng người à? Tôi chửi anh mắng anh đấy. Dạ, thưa chị, đây cũng là khách hàng của cửa hàng nên em mong chị... Cấp mồm! Mày nghĩ mày là ai mà có tư cách dạy đời tao? Tao có mắt tao tự thấy được. Này, em thấy gì cơ? Thấy cái gì á? Thấy cái thằng nghèo nàn bẩn thỉu rách rưới như anh đấy. Cô... Thưa chị, mong chị cẩn trọng lời nói cho. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ạ. Dẻo mồm quá nhỉ. Đúng là cái đồ hám trai. Chị, tôi mong chị tôn trọng tôi. Được thôi, bây giờ như thế này nhá. Cô đuổi thằng này ra khỏi đây, tôi sẽ mua xe cho cô. Chuyện này tôi xin lỗi, tôi không thể làm được ạ. Tại vì khách hàng vào đây, dù họ có ăn mặc như thế nào hay làm nghề gì thì cũng là khách hàng của cửa hàng. Nên tôi không thể làm như vậy được. Cảm ơn cô nhá. Đúng là bèo bênh bèo, chó bênh chó mà. Được lắm, tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Chúng mày nhớ mặt tao đấy. Cảm ơn cô nhá. Công nhận cái cửa hàng này mọi người phục vụ chuyên nghiệp thật đấy. Dạ thưa quý khách, đây không phải là phục vụ mà là phép cư xử căn bản. Giữa bao nhiêu cửa hàng mà quý khách đã lựa chọn cửa hàng của chúng tôi thì chúng tôi phải có trách nhiệm phục vụ tốt nhất chứ ạ. Được đấy. Thôi bây giờ mình xem xe tiếp nhá. Ok. Mời anh. Nói thật với cô ấy là bây giờ tôi vẫn chưa biết mua xe nào. Anh mua xe để cưới vợ. À, tôi nghe đâu đó cái con xe E là A-Blade. A-Blade ạ? Cho tôi xem con xe đó đi. Anh Tùng! Anh Tùng ơi! Huyền! Em sao thế? Anh Tùng! Anh muốn giúp em đi! Em làm sao thế? Mà mặt mũi sao nhăn nhó khó chịu nữa kia? À, mà anh nhớ hôm nay em bảo em đi mua xe cơ mà. Thì cái con bé ở cửa hàng xe máy ấy, nó dám chê em, rồi khinh thường em, rồi còn đuổi em về đây này. À, có thể láo, láo quá rồi. Dám đụng vào người yêu anh cơ à? Vâng. Thế thì em chỉ đường ra, để anh băm nó luôn đấy. Anh xử đẹp nó luôn đấy. Anh nhớ là anh phải băm nó đấy nhá. Được, đi. Đi luôn. Đi, đi. Cái con này. Anh, là con này, chính nó đấy anh. À, có thể láo quá đấy. Đứng lại. Đứng lại. Hai người có chuyện gì? À, con này láo thật đấy, láo quá cơ. Con này nó láo lắm anh ạ. Này, nhìn trông của em cũng khá đấy.
mà sao dám trêu cả người yêu anh cơ à? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà. Người yêu anh á? Tôi không biết chị ta là người yêu của anh. Là tao đấy. Không biết mà được à? Chẳng phải vừa rồi mày bênh cái thằng nông dân kia cơ mà. Tôi chỉ nói lý lẽ đúng thôi. Chị vào quán kiếm cớ bắt tôi đuổi anh ấy đi, như vậy là đúng à? À, câm cái mồm lại ngay. Mày có biết người yêu tao xinh đẹp như thế này, nói gì cũng đúng hết. Mày nhìn cái bộ dạng của mày xem, mày chỉ là một con nhân viên quèn thôi. Mà có khi tao phải băm cho mày phát, mày phải tỉnh đúng không? Hả? Hai người không được làm linh tinh đâu đấy. Nó bảo làm linh tinh kìa. Linh tinh thì linh tinh. Này. Làm cái trò gì đấy à? Định bắt nạt phụ nữ giữa ban ngày ban mặt đấy à? À, này, không phải việc của mày nhá. Khoan. Anh, là nó đấy anh. Nó là cái thằng mà em vừa kể với anh đấy. Mà nó là ai đấy? Nó là người yêu cũ của em. À, thì ra là người yêu cũ à? Công nhận, tình cũ không rủ cũng đến. Này, để xem nó làm được cái trò con bò gì. Nào, làm đi. Làm đi. Cô không phải sợ, có tôi ở đây rồi. Tôi cảm ơn anh ạ. Ui giời, có tôi ở đây rồi. Lại còn bệnh nhau cơ đấy. Này, nhìn trong xe cũng vẻ mới nhờ. Này, mới mua à? Ôi trời, mới mua đấy, thì làm sao? Một cái thằng nông dân quèn như mày mà không có tiền mua xe sao? Nực cười thật đấy. Để đây nói cho bà biết nhá. Đây đầy tiền. Mua cái con xe này chỉ bằng số tiền lẻ trong này thôi. Tiền lẻ chứ. Thời buổi này rồi mà anh vẫn còn cái tâm trạng để diễn hài đấy à? Đúng là hợp nhau thật. Hợp nhau thật. Có gì mà không hợp chứ. Hợp chứ. Hợp. Quá hợp đấy. Một cái con nhân viên nghèo với một cái thằng nông dân nổ thì chả hợp là đúng rồi. Này. Vạ từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào. Trước khi nói người khác ấy, phải suy ngẫm trước bản thân mình đi nhá. Này, tao nói cho mày biết này, thằng Tùng này ấy nổi danh nhất ở cái làng này rồi. Này, mày có biết đến công ty Vivu không? Là cái công ty xuất nhập khẩu nông sản lớn nhất cái xã này ở đây. Sợ chưa? Nào, sợ chưa? Sợ cái gì mà sợ? Chả làm sao cả. Tôi nói cho cậu biết nhá, cậu có ngon ấy thì cậu xuất cả tôi đi. Nhà cậu như thế nào ấy thì cũng chả liên quan gì đến tôi cả. Nhưng mà này, đừng bao giờ khinh thường người khác nhá. Thằng này láo. Thằng này láo quá. Đã láo như vậy ấy thì anh phải cho ăn cháo mới được. Để xem ấy, nó còn láo đến như thế nào nữa. Được, xuống. À, đây rồi. Hôm nay tao phải đập nát cái xe của mày để cho mày chừa cái tội láo tét đi. Dừng lại. Anh có biết là xe mới mua không? Anh không được làm như thế. Tôi nói cho cậu biết nhá, cậu mà lập hỏng cái xe này thì cậu phải đền đấy. Ông mày không thích đền đây thì làm sao? Hả? Không thích đền đây thì đã làm sao? Này, đập nhá. Này. Hả? Đập không? Đập luôn. Sao thì mà không đập? Đập. Đứng lại. Đừng có đụng vào người yêu của tao. Thế có đập luôn không? Đập luôn. Đập luôn. Này. Cậu cũng khá quá nhỉ. Chả khá là sao? Thấy sức mạnh của anh chưa? Đáng đời. Hai người đúng là quá đáng mà. Trời ơi, anh Tân, anh đi lâu thế, làm tôi cứ sợ có chuyện gì. Thì đúng rồi, có chuyện xảy ra rồi đấy. Anh Toản ạ, sao anh đến đây? Cậu Tùng à, tôi đã bận tiếp khách quý một chút. Anh Tân, mà anh đi có chuyện gì mà lâu thế? Đây, cậu xem đi, tôi đang để xe ở đây, thì cậu ta ngang nhiên đến đây, phá xe của tôi. Bây giờ ấy, cậu mau gọi công an đến đây để giải quyết đi. Trời đất, ai mà ác vậy? Là em đây. Em thấy nó ngứa mắt thì em đập thôi. Mà anh gọi bảo hiểm đến mà đền. Đi thôi. Đứng lại. Ai nói với cậu là tôi mua chiếc xe này rồi? Cái gì?
mày nói cái gì cơ? Cậu đi theo tôi về cửa hàng làm thủ tục đền bù. Xe đấy là anh Tân đi thử, anh ấy chưa mua đâu. Cái gì? Mày mày dám lừa tao à? Không thể nào. Chính mồm anh ta vừa bảo xe này của anh ta mới mua cơ mà. Tôi chỉ đùa chút thôi. Hai người làm gì mà căng thế? Bố chỉ thử một chút thôi mà đã ngang nhiên phá xe rồi. Bây giờ thì lo hậu quả đi. Thế nhá. Đi thôi. Đứng lại. Mày này 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 này. Muốn động tay động chân à? Đúng là cây muốn lặng và gió chẳng ngừng. Thôi được rồi, để tôi gọi bố cậu đến đây dạy dỗ lại cậu nhá. Này, bỏ cái tay ra. Mày bảo ai là bố đấy? Tao là bố mày đấy. Cậu Tùng, cậu có thôi đi không? Cậu có biết anh Tân ở cái làng này là tỷ phú ngầm không? Anh ấy đầu tư cho cửa hàng của tôi và cả công ty của nhà cậu đấy. Tỷ phú ngầm sao? Anh Tân, anh là tỷ phú ngầm ở cái làng này á? Nhưng mà sao anh ăn mặc lạ thế nhỉ? Thì làm sao chứ, cậu chưa rõ mọi chuyện mà đã nôn nóng phá xe rồi. Bây giờ thì lo mà chịu trách nhiệm đi. Tôi sẽ rút toàn bộ vốn đầu tư vào nhà cậu để xem cái này cậu có thể hiện được nữa không. Ôi anh ơi, anh mà làm như thế bố em giết em chết. Với lại là do cô ta, chính cô ta bày ra cái trò này. Em có biết cái gì đâu. Này này, anh đang nói cái gì đấy? Thì trả cô chứ là ai. Cô mau mà gánh chịu cái hậu quả đi. Không ấy, tôi không tha cô đâu. Này, im cái mồm lại. Nên nhớ là đang nợ tiền tôi đấy. Mau xin lỗi đi. Anh Tân này, em xin lỗi. Để tịch là người yêu cũ. Anh bỏ qua cho em chuyện vừa rồi nhá. Bỏ qua à? Em nói cái gì đúng rồi ấy nhở? Anh không phải là con bò để em dắt mũi nhanh như vậy đâu. Lời xin lỗi thì anh chấp nhận, nhưng mà còn bỏ qua ấy thì không bao giờ. Cậu lo mà giải quyết mọi việc đi. Tôi đi trước đây. Vâng ạ. Đi thôi. Kìa, anh Tân. Anh Tân. Này, lo mà trả tiền cho tôi đi. Không thì đừng có trách tôi ác. Nhớ chưa? Tùng, đi thôi. Vâng. Kìa, anh Tùng. Anh Tùng. Này. Này, tối qua cậu có xem phim Hạ Cánh Nơi Anh không? Trời ơi, tớ mê cái anh diễn viên chính thế không biết. Người gì đâu mà đẹp trai. Cơ mà không đẹp trai bằng anh Tân của tớ. Này, cậu có nghe thấy tớ nói gì không đấy? Này. Sao đấy? Cậu hỏi tớ à? Thế từ nãy giờ cậu không nghe thấy tớ nói gì à? Bực cả mình. Tại tớ đang học bài cũ. Hôm qua đi gặt lúa với mẹ về, tớ chưa có thời gian học bài. Học. Suốt ngày học. Đã nghèo rớt rồi lại cứ cắm đầu vào học. Ừ, thì tớ biết nhà tớ nghèo nên tớ mới phải cố gắng học đấy. Chứ không sau này biết làm gì mà kiếm tiền. Tớ thấy mẹ tớ làm ruộng vất vả, tớ thương lắm. Thời buổi bây giờ, con gái thiếu gì cách kiếm tiền. Đâu nhất thiết cứ phải cắm vào mấy quyển sách này. Suy nghĩ của tớ với cậu khác nhau mà. Thì đúng rồi. Suy nghĩ của người có tiền và người không có tiền thì làm sao mà giống nhau được. Mà cậu nên cảm thấy may mắn khi được chơi với tớ đấy. Chứ bình thường người nghèo như cậu ấy, tớ chẳng thèm quan tâm đâu. Tớ biết rồi. Tớ xin lỗi mà. Mà hồi nãy cậu định kể chuyện gì với tớ đấy? Kể lại cho tớ nghe đi. Tớ ôn bài xong rồi này. Thôi, tớ mất hứng rồi. Nói chuyện với con mặt sách như cậu chán phèo. Thôi đừng giận nữa mà. Thôi đi đến trường thì không muộn. Chào Tân. Chúc cậu buổi sáng tốt lành. Chào cậu nhá. Chúc cậu đây rồi. Tớ chờ cậu mãi đấy. Có chuyện gì à? Tất nhiên là có chuyện.
nên tớ mới cất công đứng chờ cậu nãy giờ chứ. Hai người còn định nói chuyện đến bao giờ? Còn không vào lớp nhanh lên, muộn học bây giờ. Huyền, cậu vào lớp trước đi, tớ còn có việc cần nói với Trúc. Tớ vào trước đây. Sao đấy, cậu có chuyện gì cần nói với tớ à? Chẳng là... Tớ ăn no rồi này, cậu ăn đi. Tớ không ăn đâu, cậu ăn đi. Đưa cho thì cứ ăn đi, lại còn bày đặt sĩ diện. Bình thường cậu vẫn là đồ thừa của tớ, thì có sao đâu. Không phải, tại hôm nay bụng tớ hơi khó chịu, cho nên tớ không muốn ăn gì cả ấy. Thì thôi. Mà này, sáng nay hai người có chuyện gì mà có vẻ bí mật thế? Hai người á? Hai người nào cô? Thì Tân Bùi với cậu chứ còn ai nữa. Còn bảo tớ vào lớp trước cơ mà. À, cậu ấy nhờ tớ giải cái đề toán ấy mà. Cậu nói dối trẻ lớp 3 đấy à? Tân Bùi học giỏi như thế mà cũng cần cậu chỉ á? Với lại, chỉ là chỉ thôi mà, sao cứ úp úp mở mở như thế được? Tớ nói thật mà, cậu ấy nhờ tớ giải đề toán học sinh giỏi năm ngoái. Tớ nghĩ chắc cậu ấy muốn tham khảo nhiều cách giải đấy mà. Quái lạ, chỉ là chỉ thôi mà cũng bí mật như thế á. Mà này, cậu có thích Tân không đấy? Tớ... Người như tớ làm sao mà dám mơ mộng hão huyền chứ. Tân vừa đẹp trai, lại còn học giỏi, con nhà có điều kiện, tớ không xứng với cậu ấy đâu. Cậu nghĩ được thế là tốt đấy. Cậu nói sao cơ? Theo tớ nghĩ, với độ tuổi của mình, chỉ nên tập trung vào học thôi, chứ đừng vì mấy thứ linh tinh mà ảnh hưởng đến việc học đấy. Tớ biết rồi. À này, tớ thấy cậu Hải thiếu gia lớp bên có vẻ thích cậu lắm đấy. Cái tên răng sứt đấy á, tớ không thèm có tâm đâu. À mà thôi, tớ vào nhà đây, không muộn rồi, cậu về đi nhá. Ừ, cậu về đi, bye bye. Thôi chết, hôm nay là sinh nhật của Trúc mà, mình lại quên tặng quà cho nó. Dù sao thì cũng nhờ nó mình mới có cơ hội tiếp cận với anh Tân. Trước mặt nó mình phải thể hiện là một người bạn tốt mới được. Trúc này, hôm nay là sinh nhật của cậu, tớ có quà tặng cho cậu này. Cậu cũng nhớ sinh nhật của tớ à? Tất nhiên rồi. Cậu xem có thích không? Nhưng mà là gì đấy? Bí mật, lát nữa vào trong nhà cậu mới được mở ra xem đấy nhá. Nghe có vẻ nguy hiểm đấy, nhưng mà tớ thích lắm. Cảm ơn cậu nhá. Cậu đã biết là quà gì đâu mà cảm ơn chứ. Lỡ không may tớ mua phải đồ cậu không thích thì sao? Dù là quà gì đi nữa thì tớ vẫn thích mà. Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm. Không có gì đâu. Và Trúc này. Sao đấy? Tớ nghe đây. Tớ... Chồng cậu hôm nay cứ khác khác mọi hôm làm sao ấy. Hay là có bài toán nào khó cần tham khảo thêm lời giải à? Không, không phải chuyện đấy đâu. Mà là... Trúc, cậu đồng ý làm bạn gái thôi chứ? Tớ thích cậu từ lâu rồi. Thực ra ấy, tớ không thích môn toán cho lắm, nhưng mà vì cậu, tớ đã cố gắng để được vào đội tuyển học sinh giỏi. Chủ yếu ấy, tớ muốn được gần cậu hơn ấy. Cậu chính là động lực của tớ. Nhưng mà nhà tớ nghèo lắm, với cả chúng mình đang còn đi học mà. Giàu nhà thì quan trọng gì, tiền ấy thì cũng do con người làm ra mà. Với cả tớ không để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến việc học của hai đứa đâu. Mà ngược lại, tớ và cậu sẽ cố gắng học tốt hơn. Cậu đồng ý nhá. Nhưng mà tớ thấy xung quanh cậu còn nhiều người xứng đáng hơn tớ. Tớ... tớ không để ý ai cả đâu. Tớ chỉ thích mình cậu thôi. Trúc, cậu đồng ý nhá. Tớ...
Tớ đồng ý. Huyền, hôm nay cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì thế? À, hay là lại định khoe hôm qua xem phim gặp mấy anh đẹp trai đúng không? Còn khốn, tại sao mày lại đối xử với tao như vậy hả? Huyền, sao tự dưng cậu lại đánh tớ? Mày còn dám hỏi tại sao à? Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Cậu có thể nói rõ hơn được không? Tại sao mày lại dám cướp người yêu của tao? Người yêu á? Người yêu nào? Tớ không biết. Tao thấy hết cả rồi. Mày đừng có giả vờ nữa. Tại sao mày biết tao thích anh Tân mà mày vẫn dám nhận lời yêu anh Tân? Tao đối xử mày tệ lắm ạ. Cậu thích anh Tân á? Nhưng mà tớ không biết điều đấy. Cả trường đều biết, mình mày không biết á? Mày ở sau hỏa xuống à? Huyền à, cậu nghe tớ giải thích được không? Câm mồm! Mày không có quyền nói. Ủa công trước giờ tao coi một con khố rách áo ô như mày là bạn, vậy mà mày đâm sau lưng tao như vậy à? Tớ xin lỗi. Tớ không biết thật mà. Xin lỗi à? Được thôi, nếu mày thực sự cảm thấy có lỗi với tao ấy thì mày tránh xa anh Tân ra đi. Đừng có xen vào tao với anh Tân nữa. Nhưng mà tớ... Không có tôi tớ gì hết. Nếu mày còn tiếp cận anh Tân ấy thì tao sẽ cho mày biết thế này là rồi đấy. Trúc, cậu sao không? Tớ không sao. Huyền, sao cậu quá đáng như vậy hả? Tân, sao cậu lại ở đây? Tớ vô tình đi ngang qua đây, đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện rồi. Tớ thật không ngờ cậu là người như vậy đấy. Cậu nghe thấy hết rồi à? Vậy là cậu cũng biết tình cảm của tớ dành cho cậu rồi đúng không? Thế thì tốt quá rồi. Tớ biết tình cảm của cậu, nhưng đã có lần tớ nói với cậu rồi, tớ chỉ coi cậu là bạn thôi. Là do nó cản đường chúng ta đúng không? Cậu đừng nghĩ như vậy. Tớ thấy giữa tớ và cậu ấy không có nhiều điểm tương đồng, nên tớ không muốn tiến tới. Còn dù sao cậu với Trúc cũng là bạn của nhau, cậu không nên đối xử với Trúc như vậy. Thôi, tớ không sao đâu mà. Mày im mồm đi. Mày đừng có thấy anh Tân ở đây mà giả ai nữa. Tao ghét mày lắm. Huyền, cậu đừng có như vậy mà. Biết này, tớ cảm ơn tình cảm của cậu dành cho tớ, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, tớ chỉ có thể bảo vệ cho Trúc và không cho cậu lại gần Trúc nữa đâu. Cậu vì con khốn rách áo ôm này mà từ chối tớ. Được, sau này cậu đừng có bỏ hối hận. Huyền, Huyền. Thôi, kệ cậu ấy đi. Sau này cậu ấy sẽ hiểu thôi. Chứ bây giờ cậu nói gì cậu ấy cũng không nghe đâu. Từ mai tớ đến đón cậu đi học nhá. Nhưng mà... Không như nhị gì cả. Nghe tớ đi. Bây giờ tớ đưa cậu đi về nhá. Anh xin lỗi em nhá. Em đang bầu bí thế này mà anh không chăm sóc được cho hai mẹ con. Phải để hai mẹ con ở quê, anh thấy buồn lòng quá. Không sao đâu mà, về quê đã có ông bà ngoại chăm lo cả rồi. Anh cứ yên tâm đi làm đi, khi nào rảnh thì về với hai mẹ con anh nhá. Biết là thế, nhưng mà anh cứ thấy mình sao sao ấy. Mà công ty thì một núi việc, anh không thể nào bỏ bê được. Anh cứ yên tâm đi làm đi, về quê không khí trong lành, có khi em còn khỏe lên đấy chứ. Nhưng mà này, có vấn đề gì em phải gọi điện cho anh luôn nhá. Em biết rồi, chồng em lúc nào cũng lo lắng cho vợ thôi, anh phải lo cho mình nữa đi. Em biết tại sao không? Tại vì anh yêu vợ anh nhiều quá mà. Em khát nước không? Để anh chạy ra ngoài kia mua cho em chai nước nhá. Em cũng hơi khát. Phải đợi anh một chút. Ở quê bây giờ nhìn khác quá, suýt nữa em không nhận ra đấy. Anh cũng không bất ngờ cho lắm, mà anh sang bên kia sống mấy năm quen rồi, giờ anh chẳng muốn về đây tẹo nào cả. Đợi ký hợp đồng với FVM xong rồi mình về lại bên đấy luôn mà. Thế em đã liên lạc được với người bên phía FVM chưa? Em hẹn họ ngày mai rồi, vì chủ tịch bên đấy đang về quê thăm vợ con. Thế là tốt rồi,
Mà em chuẩn bị cho anh một ít quà cáp nhá, cho dễ nói chuyện. Em biết rồi. Mà anh còn nhớ chỗ đằng kia không? À, cái chỗ đấy đấy à? Chẳng phải chỗ đấy ngày xưa anh hay đứng chặn em để làm quen với em hay sao? Đúng rồi đấy, anh vẫn còn nhớ cơ à? Nhớ chứ, quên làm sao được. Cái hành trình làm quen với em ấy gian nan cực kỳ em biết không? Mà chẳng phải hồi đó em còn đang muốn quen thằng nào, chứ nào có dòm ngó gì đến anh đâu. À thì hồi đấy em ghét cái răng sứt của anh chứ còn sao nữa. Nhìn khó chịu chết đi được. Ghét thì ghét, nhưng mà bây giờ em vẫn làm vợ của thằng sứt đấy thôi. Này nhá, anh đừng có mà đắc chí. Đúng là ghét của nào, trời trao của đấy mà. À, mà hồi đấy anh nhớ không nhầm, em còn đi với cả con bé gì xinh xinh hoa khôi cơ mà. Từ lúc em quen anh, sao anh không thấy hai đứa đi với nhau nữa? Còn Trúc đấy á, thỉnh thoảng em có gọi cho mẹ, nhưng mà không thấy mẹ nói gì liên quan đến nó, nên em cũng không biết nó thế nào, mà em cũng không quan tâm cho lắm. Anh, dừng xe lại. Có chuyện gì đấy? Hình như em gặp người quen, anh cứ dừng xe lại đi. Này, cô gì ơi? Tưởng nhầm người, hóa ra là đúng rồi này. Huyền Cun, là cậu đúng không? Đúng rồi, là tao đây. Chẳng phải đây là cô bạn Trúc của em hay sao? Đúng, nó là Trúc, nhưng không phải là bạn em. Đây chẳng phải là anh Hải thiếu gia hay sao? Hai người bây giờ thành một cặp rồi à? Chúc mừng hai người nhá. Phải, bọn tao thành một đôi rồi. Cũng nhờ công của mày nên tao đã tìm được chân ái của đời mình. Kể ra có được ngày hôm nay ấy, thì chắc chắn sẽ phải cảm ơn Trúc một tiếng đấy. Lâu rồi không gặp lại, thấy hai bạn như thế này, tớ cũng mừng lắm. Tất nhiên là tao ổn rồi. Tao ổn để còn lấy sức xem cuộc sống của mày nữa chứ. Nhưng mà xem ra cuộc sống của mày cũng không có gì khá hơn là mấy nhỉ? Đâu, anh thấy khá hơn mà. Từ một cô hoa khôi xinh xắn, giờ trở thành bà bầu rồi. Sắp sửa trở thành mẹ bỉm sữa đến nơi rồi còn gì. Sau khi học đại học xong thì tớ về phụ giúp chồng làm việc. Cuộc sống của tớ cũng bình thường thôi cậu ạ. À ừ đấy, thế tác giả của cái bụng này là ai thế? Lừa được ai đổ vỏ rồi à? Cậu nói vậy là sao? Tớ lấy chồng có cưới xin đàng hoàng, tất nhiên đây là con của chồng tớ rồi. Cái gì? Cái loại nghèo hèn như mày mà cũng lấy được chồng á? Có luật nào cấm người nghèo không được lấy chồng à? Thôi, mày đừng có chối nữa. Chỗ bạn cũ tâm sự tí đi. Lừa được thằng nào cho cái bụng to trình hình ra thế này rồi. À bà, Tân đâu rồi? Cao chạy sao bay rồi à? Tớ không ngờ sau bao nhiêu lâu gặp lại mà cậu vẫn còn để ý chuyện cũ như vậy đấy. Cứ gặp là lại móc mỉa, cạnh khóe người khác như thế. Tớ thật là thất vọng với cậu. Thôi thôi, mày đừng có giả vờ nữa. Chỉ có Tân mới bị mày lừa bởi cái vẻ mặt giả tạo của mày thôi. Chứ còn tao ấy thì không bao giờ. Thôi, em bực mình với cô ta làm gì? Cô ta không đáng để em tổn hại nhan sắc đâu. Việc gì em phải bực mình với cô ta chứ? Cái loại con gái lăng loàn, chửa hoang không cưới xin gì cho cô ta ấy, thì không ngóc đầu lên được đâu. Thật vậy sao? Ô, Tân Bùi đấy à? Lâu lắm không gặp. Xin chào, lâu rồi không gặp. Trúc, quán tạp hóa gần đây người ta đóng cửa, nên em phải đi xa hơn. Anh xin lỗi nhá, để em phải chờ lâu rồi. Không sao đâu ạ. Tân à, trông cậu vẫn không khác xưa là mấy nhỉ? Tôi vẫn vậy. Mà vừa rồi tôi nghe thấy ai đó nói Trúc chở hoang à? Chứ còn sao nữa, chắc là cô ta nói với cậu đây là con của cậu đúng không? Hóa ra mày chọn anh Tân để đổ vỏ à? Tân này, cậu gây thơ thật đấy. Này, Huyền, cậu đừng có mò ăn nói linh tinh như thế nhá. Huyền này, tôi nghĩ tôi đã đủ trưởng thành để nhìn nhận rõ mọi sự việc. Vợ của tôi như thế nào ấy, tôi là người hiểu rất rõ. Vợ á?
cậu lấy vợ rồi à? Sao tớ không biết chuyện này? Đúng vậy, tôi và Trúc đã cưới nhau. Và ở trong thời điểm đó, đúng vào mùa dịch, nên đám cưới không tổ chức một cách rộng rãi được. Việc hai người không biết cũng là lẽ thường tình thôi. Hóa ra như thế. Vậy tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi. Mà thôi, bạn bè với nhau không có gì cả. Mọi chuyện coi như xì xóa chung nhở. Mọi chuyện đã như vậy rồi thì thôi. Anh à, chúng ta đi. Khoan đã. Sao thế? Tôi nghĩ là ngày mai hai người không cần phải đến điểm hẹn để gặp chủ tịch FVM nữa đâu. Sao con lại biết chuyện này? Có gì mà tôi không biết chứ. Thông tin về đối tác, thông tin về địa điểm gặp mặt ấy, tôi phải nắm bắt được chứ. Nhưng mà sau chuyện vừa rồi xảy ra ấy, thì tôi nghĩ cuộc hẹn ngày mai không cần phải diễn ra nữa đâu. Cậu nói như vậy là sao? Cậu nói như vậy, cậu là người nhà của chủ tịch tập đoàn FVM à? Chủ tịch FVM chứ không phải là giám đốc hay là trưởng phòng đâu mà cậu nhận bệnh như vậy. Nhận bệnh như vậy ấy, người ta biết, người ta lại cười cho đấy. Vậy xin thưa với hai người, tôi chính là chủ tịch của FVM đây. Thôi đi ông ạ, đừng có mà bốc phét nữa. Cậu đừng nghĩ rằng ấy, tên của cậu giống với tên của chủ tịch rồi nhận sằng bậy như thế chứ. Hai người không tin à? Tin làm sao được. Được thôi, vậy đợi tôi một chút. Alo, cậu Hoàng đấy à? Ngày mai chúng ta có cuộc hẹn với công ty Đa Gia. Và người đại diện là cậu Hải và cô Huyền phải không? Tốt, nếu như vậy thì hủy ngay lịch hẹn cho tôi. Thế nhá. Tôi đang lạp nhạp cái gì không biết. Em có điện thoại. Em cứ nghe đi. Alo. Sao thế à? Chủ tịch báo hủy lịch hẹn đi ạ. Dạ vâng ạ. Có chuyện gì đây? Tần Bổ chính là chủ tịch tập đoàn FVM đấy. Sao? Bây giờ thì hai người tin rồi chứ? Tớ tin rồi. Không ngờ sau một thời gian ngắn thôi mà cậu lại thành công như vậy. Chúc mừng cậu nhé. Chúc mừng à? Tôi cảm ơn. Có gì mà phải cảm ơn chứ. Không có gì đâu. Tớ nói thật lòng mà. Dù sao thì chúng ta cũng là người quen cũ. Cậu có thể xem xét cho chúng ta một buổi gặp mặt, bàn về hợp đồng được không? Tôi đã nói với thư ký của tôi rồi mà. Tôi không muốn làm việc với hai người nữa. Vì vậy sẽ chẳng có cuộc họp nào diễn ra nữa đâu. Thế hóa ra chủ tịch của FVM lấy tư chèn công à? Tại sao lại để chuyện tình cảm xem vào công việc được cơ chứ? Cậu nói như vậy, xem ra cậu chẳng hiểu gì về tôi rồi. Có rất nhiều lý do để tôi từ chối hợp tác với hai người. Nhưng mà vì lý do gì ý, thì tôi nghĩ hai người cũng nên dành một chút thời gian để xem lại bản thân của mình đi. Chuyện gì đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Đừng vì những chuyện trong quá khứ mà làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai. Cậu nói như vậy là tớ hiểu rồi. Là do tớ vẫn ôm mối hận ngày xưa vì không có được cậu. Tớ nghĩ Trúc đã cướp mất cậu nên tớ mới làm như vậy. Tớ xin lỗi. Thấy cậu nghĩ được như vậy thì tớ cũng vui rồi. Mà Huyền này, bây giờ cậu cũng đã có anh Hải rồi, cho nên cậu đừng để bụng chuyện cũ nữa nhá. Tớ... Trúc này, tớ xin lỗi. Tớ không để bụng chuyện gì đâu. Thôi, bây giờ tớ phải đưa vợ tớ về rồi. Chào anh rồi. Tiền. Từ từ thôi.